Chúng ta tiếp tục với cái phần tiếp theo. Mình trước nói vấn đề là hai cái phương thức để chuẩn hóa mã hệ tổng số PKRL. Đây là quan hệ R, còn đây là ở cái tầng thứ L. Cho hai phương pháp, đầu tiên dùng là cái ma trận khối đường yếu chính, thứ hai là dùng cái huấn luyện theo cái cơ sở và tự điển. Cái này chưa rõ lắm cái nào. Bây giờ nói vấn đề là cái mệnh tiêu chính. Thì ý tưởng chính của đây chúng ta sẽ là có một trọng số thưa. Đây các điểm quá trị đây là điểm không. Ở đây sử dụng các cái khối theo đường yếu chính của VFR. Hạn chế của nó là chỉ những cái neuron hay chiều gần nhau có thể tương tác với nhau thông qua VK thôi. Và nếu sử dụng cái những mã trận nó có cái chiều b là cái này hình vuông này, tức là chiều này hình hai ạ, đây là b bằng hai dụ đấy, thì cái thông số sẽ được giảm xuống là đang có dl d dl một bột thẳng với cả dl cột thì giảm xuống đang còn là thông số giảm xuống còn b nhân với b này thế này sao nhỉ, ta có b cái chiều này thì trong này có d cột ta có giảm chiều b đã, cái số chiều nó giảm cho b này nhân b nhỉ, thì đã nhân b đây cũng trước khỏi cô trả lời giáo sư không phải là gì đâu, thì làm này nghĩ chưa, khi giảm đây thì à ra đếm số này cho đến là có b chiều nó có hai thằng này là có tất cả có chiều là 4 đi 4 4 4 16 16 thông số, nếu này có hai ta có là hai nhân với 4 chia cho 2 được 4 nhân với 4 chia cho 2 được 4 là 2 là 8 không để 8 2 này nhân với thằng này thằng DL 1 trên B là 2 2 là 8 nè đúng 1 2 3 4 5 7 8 có 8 cái ô xanh này đó, sẽ giảm được số thông số như vậy còn không thông tính nữa. Tiếp theo ta học huấn luyện theo cái cơ sở, ý tưởng là sẽ dùng một cái trọng số chung chia sẻ cho tất cả các quan hệ, lưu ý đây là mỗi tầng có một cái cơ sở riêng và nó biểu diễn cái mã trận của mỗi quan hệ như là bao tuyến tính của cái gọi là cái của cái cơ sở đó. Cái này là basic là cái biểu tuyến tính cơ sở ấy. Ta có VGR sẽ bằng là tổng của tất cả B trong B. B là số vô hướng nhé và A là B nhân VB. VB là cái giá trị chia chung giữa các quan hệ. Nó là một ma trận cơ sở. ARB là cái trọng số của cái ma trận VB. Bây giờ thì mỗi quan hệ chỉ cần quan tâm đến cái là ARBB một thôi. Đây là ví dụ ta có trong bài toán mà nó dự báo các nhãn của một cái đỉnh mù gì, chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là cái biểu diễn của tổng cuối cùng. Đây sẽ dự báo cái lớp A thuộc cái lớp nào trong ca lớp, thế thì sẽ lấy tổng cuối cùng cái tầng mà predict hết được ở trên này. Ta sẽ có hát cái giá trị nhúng của A tại tầng L sẽ là một vector có ca chiều, có ca giá trị và mỗi cái đối tượng với điểm ca sẽ đại diện xác suất của cái lớp đó, tức là kiểu như là cái một vector ấy mà có cái giá trị là 0,01, 0,09, 0,72 gì đó thì nó giá trị là xác suất là cái lớp đó thiên về cái đỉnh A này, thuộc lớp nào thì đỉnh nào. Ví dụ những bài toán tiếp theo liên quan đến cái gọi là dự báo cạnh thì ta có là cái chia cạnh này quả gốc này, cái chia ra có bốn cái nhóm cạnh
Đầu tiên là cái cạnh màu lung nâu này, màu đỏ rất đỏ ba gian này, là cạnh những cạnh truyền thông điệp cho R1. Thứ hai nữa là cạnh màu cam này, là Supervisor Essence. Đây là gì cái này, mẹ xem cái bờ luôn, còn nói xuống không hiểu lắm, vì là hư khái quát là cái gì luôn. Supervisor Ed. Đây là phần nói đây. Cái tập của Supervisor là sự những cái sử dụng để dự báo cái hàm loss, hàm mất mát, và chỉ ở những cái cạnh sử dụng để trong quá trình là lan truyền ngược khi chúng ta huấn luyện mới thiết lập là trên điều tiếp tiếp đây là sẽ có nhắn trước và không lại. Tóm lại gì rằng là khi thằng Mercedes này dùng trong quá trình lan truyền xuôi và Supervision này dùng lại quá trình lan truyền ngược này cụ thể theo kính trong đã, và cái Validation S này màu xanh xanh này dùng để kiểm tra cái chất lượng của quá trình huấn luyện, và test S là sau khi hết xong rồi người ta mới kiểm định lại cùng, là cái màu xanh này. Ý như vậy, thế thì ở đây ta giả dụ ta có ER3A là một cái cạnh Supervision dùng trong quá trình lan truyền ngược, đây dùng trong quá trình gọi chị object query. Quá đi, khái quát về đấy cả. Giáo sư giảng vào, mình không biết là giáo sư cái thiên tài đâu nhưng mà thực sự khó hiểu. Có cái này à, cái này bài mới nhỉ, cái này là bài 8 đúng không? À bài sau có, bài sau có người ta sẽ tạo cho bạn cũng hiểu đó là nghĩa rồi. Bây giờ đây có là những cạnh khác thì được đóng vai trò như là cái cạnh để truyền thông điệp huấn luyện. Ta sử dụng cái ERG này để đánh giá cái thằng kết nối này từ E đến A thông qua R3, từ E đến A và R3. Ta lấy cái thằng cuối cùng của E và A, có coi HLE và HLA thuộc không gian LD. Thế thì cái hàm mà xác định giá trị ấy, quan hệ, định cái mức quan hệ của nó là FR từ không RD là D bằng vào không R. Đó có ví dụ như này, HSE, HE đến HA bằng hàm nói bằng là thằng này nhân cái trọng số ở giữa R1, R3 nhỉ? HETR1 cho phép hỏi nhầm. Thôi hỏi nhầm là R3. Đây. Theo. Đấy dùng cái này. Sau khi đã score rồi. Để kiểm dùng F để kiểm tra cái cạnh này. Thế tạo một cái cạnh âm thông qua thông qua việc xáo trộn cái thằng những cạnh này R3 E R3B à anh đến B E đây là một cạnh giả, giả cái thằng E cho đến B, ta sẽ bỏ cái đuôi R3B à nói không thế gì chia nên sẽ phải S cạnh E R3 đây sẽ gọi là cạnh kiểm tra quá trình lan truyền ngược. Chuyên mới ship S
tất cả các cạnh lại. Chú ý là cạnh âm thì không thuộc vào cái tập những cạnh huấn luyện hay là tập những cạnh kiểm soát để phát triển ngược. Và sử dụng cạnh này để dự báo, các bạn dùng cái thông tin từ cạnh cạnh liền liền này để dự báo cái cạnh dùng lái trình ngược. Chưa hiểu lắm cái này học kỹ hơn. Tại đây tạo cạnh giả đến B này, dùng ngôi ngờ N để tính toán cái cạnh âm này, nó tối ưu hóa cái hàm mất mát của các loại trục quy, tối đa hóa giá trị của thằng cạnh này, tối thiểu hóa giá trị của hàm negative, thì hàm loss chúng ta nhỉ, thằng này là HEA là tối đa hóa. Đâu? Và tối thiểu hóa cái hàm HEB hàm 1 này, tức là tối đa hóa cả 2 thì ra được thằng này. Đấy, một cái hàm sigmoid ở đây, tối đa hóa cả hàng này, này tối đa hóa đây, nó nghĩ đây hàm lót đây, âm này, tức là chỉ ra cái chữ là sinh hóa nó tối đa hóa thằng này. Đây âm thì tối thiểu hóa, thằng này là tối đa hóa thằng này, một trừ tối thiểu hóa trừ đi tối đa hóa này. Thế nào khi ra kiểm tra này thì ra nhỉ, tính toán cái mô hình ấy, dự đoán cái giá trị cạnh violation thế nào, nó có R3E D R3 thì xác định thế nào, cứ xử lý là thế này, cái điểm ghi như điểm như có điểm trung được là E R3 nên cao hơn tất cả ERV, khi mà ER3V không nằm trong tập huấn luyện cạnh huấn luyện hay là cạnh kiểu cạnh lan trục ngược supervisor, thế này ý là gì, như này E thằng cách này mục tiêu chúng ta sẽ là cái điểm cái giá trị và kết quan hệ giữa thằng E thằng D ấy, theo cái hệ R3 sẽ cao hơn cả thằng khác. Nếu mà thằng E này, nếu thằng những cái thách thôi từ E này, từ EB chẳng hạn, vì nó không nằm trong tập huấn luyện, cũng không nằm trong tập supervisor thì nó sẽ thấp hơn cái giá trị mà ta sẽ coi là nên cạnh vai lên thằng S, đúng không? Hay cạnh gắn với kiểm định xem mình đúng mức hay. Trong đầu quá. Tiếp theo này, các bước này, tính toán cái điểm cái số chỉ số quan hệ giữa hàng này E với D, tính toán cái chỉ số quan hệ giữa các cạnh âm như E, L, E, 3V với B và F đúng không? E với B và E với F, F à, đúng rồi, thằng F thằng E không đi F, E thì đi A, đi C nhưng không đi F, 3V F do thằng E, L, 3, A, E, L, 3, C đã thuộc cái tập công nghiệp rồi, E, L, 3, A đã thuộc là tập phát phai bây giờ, sau đấy thu được cái cấp độ của nó, tính toán cái thông số thì sẽ nếu mà được K nhỏ hơn K thì cao tốt hơn, tính toán lại nữa, hiểu không? Và đây ta sẽ gọi là đánh giá cái đồ thị sau đây, rất là phức tạp. Tóm lại là sẽ có hướng xử lý có hai cách. Mệt quá, anh này viết code hơi căng này.